Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên đây tôi đang đội một chiếc mũ dành cho những người chuyên đi bắt ong, hoặc là mỗi khi chúng ta đi rừng mà vô tình có thể gặp những tổ ong tấn công, thì với chiếc mũ này hoàn toàn có thể yên tâm là ong không thể tấn công vào khu vực từ cổ trở lên, mặt hoặc lên đầu của chúng ta. Chiếc mũ này rất là thoáng đãng, không hề ảnh hưởng gì tới tầm nhìn của chúng ta. Có cái dây rút này khiến cho ong không thể chui vào bên trong khi mà chúng ta thắt nó vào. Các bác nếu ai phải đi rừng hoặc đi đánh ong thì nên trang bị một chiếc mũ này để đảm bảo an toàn cho bản thân